khuyến khích trẻ tìm tòi sáng tạo lúc nhỏ Thanh cũng như ba bạn bè cùng lứa tuổi vô cùng hiếu kỳ trước những sự vật xung quanh trong đầu lúc nào cũng đầy áp những câu hỏi cô bé thường quấn lấy cha hỏi nhưng cha của thanh cho rằng một đứa trẻ còn nhỏ tuổi như vậy không nên có quá nhiều câu hỏi ông thường phớt lờ biện cưỡng cho qua cho rằng những thắc mắc của con chẳng đáng để mình bận tâm thế nhưng trẻ nhỏ luôn có tâm lý phải hỏi bằng được mới thôi và thanh cũng chỉ mong nhận được một câu trả lời chính xác từ người cha của mình một lần cậu bé hỏi cha tại sao khi nắng bầu trời lại có màu xanh mà khi râm bầu trời lại nhiều mây ảm đạm người cha lặng đi một lúc hình như ngày bé ông cũng đã từng hỏi qua câu hỏi như vậy nhưng người lớn lại trả lời rằng bầu trời như thế là như thế chẳng vì sao cả người cha đem đáp án mơ hồ ấy trả lời đứa trẻ cậu con trai không hài lòng và nói lý nhí không đúng con nghĩ bầu trời trở nên như vậy phải có lý do chứ người cha thấy khó chịu không có lý do gì cả bố nói như thế nghĩa là như thế hỏi nhiều để làm gì hiểu với không hiểu thì có liên quan gì đứa trẻ lắp bắp nhưng con muốn hiểu những thắc mắc của cậu bé hết lần này đến lần khác bị người cha khước từ tinh thần ham học hỏi sẵn có trong bản năng của trẻ cũng từ đó mà dần mất đi cậu bé sẽ không bao giờ mong muốn hay có khả năng tìm ra đáp án cho bất kỳ một câu trả lời nào nữa phân tích của chuyên gia có lẽ một số phụ huynh cho rằng khi còn bé thì trẻ chỉ thích ăn và chơi đùa trên thực tế, mong muốn tìm tòi khám phá thế giới của trẻ đã bắt đầu nảy mầm từ khi trẻ được 2 đến 3 tuổi. Biểu hiện cụ thể của khả năng này đó là trẻ thường làm việc mà cha mẹ cho là không nên làm, kèm theo đó là vô vàng những câu hỏi vì sao. Những thắc mắc của trẻ có thể xem ra hơi ngây ngô, có lúc buồn cười, đôi khi lại rất kỳ quặc, muôn hình muôn vẻ. Trên thực tế, đây là điều mà lẽ ra các bậc phụ huynh phải cảm thấy vui mừng. Nó chứng tỏ trẻ nhỏ đã bắt đầu biết dùng con mắt của chính mình để quan sát, nhìn nhận thế giới và suy nghĩ về nó. Tuy nhiên, rất nhiều bậc cha mẹ cảm thấy những thắc mắc mà trẻ đưa ra thật vùng vặt, tầm thường. Nếu không phớt lờ những câu hỏi đó, thì cũng chỉ giải thích cho trẻ một cách rất hời hợp. Những thái độ như vậy in sâu trong tiềm thức của trẻ, kim hạm tinh thần, tìm tòi học hỏi của các bé. Carl đã từng dùng những kinh nghiệm của mình trong việc giáo dục con trai để chia sẻ cùng các bậc phụ huynh. Khi năng lực suy nghĩ của trẻ bắt đầu nảy mầm, nếu như cha mẹ không tìm được đối tượng thích hợp để trẻ vui đùa hoặc không xem trọng những câu hỏi mà trẻ đặt ra Dần dần tinh thần ham học hỏi, tìm tòi của trẻ sẽ bị pha nhạt đi. Nếu cha mẹ xem thường những câu hỏi của trẻ không động viên, thậm chí còn đã kích ý thức tư duy tự lập của trẻ, thì đến khi các bé đi học, cha mẹ sẽ phải kêu lên rằng sao thành tích của con mình lại kém đến như thế, tại sao vấn đề gì con mình cũng không nêu ra được, và tại sao việc gì cũng phải dựa vào cha mẹ. Những người cha mẹ như vậy chỉ biết trách móc con mình mà chưa một lần xem xét lại những hành động, lời nói của bản thân chính những hành vi lời nói của họ đã kiềm hãm sự phát triển tâm lý, hủy hoại tiềm năng của chính những đứa trẻ. Một vài bậc phụ huynh không những thiếu kiên nhẫn trong việc bồi dưỡng tinh thần ham học hỏi của trẻ, mà còn luôn tự cho mình là đúng. Đối xử với con một cách thô bạo cho rằng con còn nhỏ nên cái gì cũng không hiểu, cả ngày chỉ biết nghĩ ngờ linh tinh. Những bậc cha mẹ không biết đối xử với con cái một cách bình đẳng, thậm chí bắt con phải tiếp thu vô điều kiện những quan điểm của mình, đã mắc phải một sai lầm lớn trong việc dạy dỗ con cái trẻ tuy còn nhỏ tuổi hiểu biết không nhiều nhưng không bao giờ chịu thua hay chịu đựng bất kỳ một sự kiềm chế nào của uy quyền nếu cha mẹ cứ áp đặt trẻ thì năng lực tư duy tự lập của các bé sẽ dần mất đi một khi năng lực này không còn nữa thì tinh thần sáng tạo hay sự nhìn nhận vấn đề một cách đặc biệt cũng sẽ mất dần không chỉ như vậy những áp đặt mà cha mẹ dành cho trẻ con tạo tâm lý phải chấp nhận lâu lâu các bé sẽ không dám phản đối lại hay chống lại những uy quyền của cha mẹ nữa mà chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời Lời khuyên của chuyên gia Có lẽ nhiều bậc cha mẹ sẽ cảm thấy đau đầu khi phải đối mặt với những thắc mắc kỳ quặc của trẻ. Ban đầu thường thì cha mẹ vẫn kiên nhẫn trả lời, dần dần câu hỏi của các bé ngày càng nhiều và họ bắt đầu cảm thấy phiền phức, bắt đầu phớt lờ, có lúc còn quát tháo. Sao mày lắm chuyện thế? Phiền phức quá đi mất. Có lẽ vì thế mà về sau trẻ không dám thắc mắc nữa. Những phương pháp sai lầm ấy có thể giúp cha mẹ tìm được những khoảnh khắc yên lặng, nhưng vô tình là khiêm hãm tính hiếu kỳ Nghiêm trọng hơn là mất đi tinh thần ham tìm tòi học hỏi, điều đáng quý nhất ở mỗi đứa trẻ. Tính tự lập hay khả năng tìm tòi sáng tạo của trẻ phải được bồi dưỡng ngay từ khi còn nhỏ. Điều này đòi hỏi các bậc cha mẹ phải biết kiên nhẫn đối với những thắc mắc của trẻ. Dù biết giải thích hay không cũng không nên phản ứng với sự hiếu kỳ của bé. Vậy làm thế nào để nâng cao tinh thần, yêu thích tìm tòi sáng tạo đó? Lời khuyên thứ nhất, định hướng cho trẻ khám phá thế giới từ sớm. Đa số cha mẹ đều hết sức quan tâm đến sự phát triển của trẻ đặc biệt là vấn đề giáo dục các bé. Thế nhưng chỉ đến khi các bé bắt đầu đi học, họ mới đặc biệt chú ý đến vấn đề này mà xem nhẹ việc giáo dục con ở giai đoạn sơ sinh hay mầm non. Một điều ít người biết đến đó là trẻ càng nhỏ thì sự giáo dục của gia đình lại càng có hiệu quả. Vì thế nên giáo dục trẻ ngay từ sớm, càng sớm càng tốt. Phần lớn đấng sinh thành của những người đoạt giải Nobel đều áp dụng phương pháp giáo dục con ngay từ khi con còn nhỏ. Ví dụ như Mary Curie, bà đã bắt đầu bồi dưỡng cho con gái bà về năng lực trí tuệ kể từ khi cô bé chưa đầy một tuổi. Richard Kuhn, nhà hóa sinh người Đức gốc Áo, đạt giải Nobel hóa học năm 1938, cũng từng được cha mẹ rèn luyện, bồi dưỡng về phương diện trí nhớ hay cảm hứng ngay từ rất sớm. Thực tế cho thấy, xem trọng việc giáo dục từ sớm chính là kinh nghiệm quý báu mà cha mẹ của những người đoạt giải Nobel có được trong quá trình giáo dục, bồi dưỡng con cái của họ. Trong giáo dục trẻ có một nguyên tắc là năng lực của trẻ tồn tại theo quy tắc giảm dần. Một đứa trẻ được trang bị đủ 100% năng lực nếu được giáo dục tốt ngay từ khi sinh ra thì có thể phát huy đủ 100% năng lực ấy, nhưng nếu chỉ được giáo dục từ lúc 5 tuổi thì dù có làm tốt đến mấy cũng chỉ phát huy được 80 phần. Nếu bắt đầu từ lúc 10 tuổi thì năng lực chỉ phát huy tối đa được 60 phần, nghĩa là thời điểm bắt đầu càng muộn bao nhiêu, khả năng phát huy năng lực sẵn có sẽ càng giảm đi bấy nhiêu. Vậy làm thế nào để năng lực của trẻ không còn tồn tại theo quy tắc giảm dần đó nữa? Bí quyết duy nhất chính là hãy giáo dục trẻ ngay từ sớm. Kawai chủ trương giáo dục và bồi dưỡng cho trẻ càng sớm càng tốt, tốt nhất là ngay từ khi trẻ được sinh ra. Thì rằng, con trai Kho của ông khi ra đời không được khỏe mạnh, cũng không thông minh bằng những đứa trẻ khác, nhưng quay luôn tin rằng chỉ cần con trai được giáo dục theo đúng cách, thì tiềm năng của cậu nhất định sẽ phát huy hiệu quả. Thực tế chứng minh phương pháp giáo dục của Coway đã thành công, con trai ông cuối cùng cũng vượt qua được bao đứa trẻ khác trở thành một trong những nhân tài xuất sắc nhất nước Đức. Mọi năng lực trong giai đoạn sơ sinh hay mầm non, nếu không được khám phá và phát huy kịp thời, sẽ rất khó phát triển về sau. Nếu tiềm năng của trẻ được khám phá từ sớm, mọi cơ quan chức năng trong não cũng sẽ phát huy hiệu quả tối đa. Điều này có nghĩa là trẻ sẽ trở thành những con người có trí tuệ phi phạm trong tương lai. Lời khuyên 2. Tạo ra những kích thích có lợi cho trẻ khi mới sinh, thính giác của trẻ đã rất nhạy bén. Cha mẹ nên tận dụng lúc trẻ thức để nói chuyện, kể chuyện hoặc hát cho trẻ nghe. Âm nhạc cũng có thể định hướng cho tính cách của trẻ sau này. Ví dụ, một đứa trẻ đang nghịch nước trong bồn tắm, nếu nghe thấy tiếng nhạc sẽ trở nên hoạt bát, tinh nghịch hơn. Những thay đổi trong tiếng tấu, âm điệu, âm thanh trong tiếng nhạc và phương pháp tuyệt diệu để gây sự chú ý của trẻ. Một số cặp vợ chồng thường có hứng thú ghi âm lại những đoạn nhạc nhẹ nhàng và hát cho con nghe đương nhiên cha mẹ có thể tự biên tự diễn những bài hát do chính mình sáng tác như vậy không chỉ làm cho trẻ thấy hứng thú mà còn có tác dụng kích thích trí tưởng tượng của chúng cha mẹ thường xuyên phải thay đổi tư thế của trẻ để trẻ nằm trên giường hoặc là ngồi trên ghế khiến kích trẻ hoạt động tay chân thân thể một đứa trẻ có thể kiểm soát được phần đầu hai phần cổ của cơ thể thì thường rất thích lăn qua lăn lại hay nghịch ngợm tay chân lúc này bạn có thể kéo nhẹ chân con đưa đi đưa lại cũng có thể đặt vào tay con một vật gì đó để con nắm chặt. Tuy nhiên, những trò chơi này chỉ có thể kéo dài trong vài phút đồng hồ, tốt nhất là thực hiện khi thay bỉm hay tắm cho trẻ. Bạn cũng có thể đặt trên sàn nhà những thứ đồ chơi khác nhau để thu hút sự chú ý của trẻ, khuyến khích trẻ tập bò, rèn luyện gân cốt. Lời khuyên thứ ba, trong lúc chơi đùa, bồi dưỡng tinh thần tìm tòi và sáng tạo ở trẻ. Trẻ nhỏ luôn thích tham gia các trò chơi, bởi khi chơi trẻ có thể rèn luyện được sự chủ động, Cha mẹ cũng nên khắc phục nhược điểm lấy bản thân làm trung tâm để cho trẻ có cơ hội phát triển tính chủ động khi tham gia các trò chơi. Thông qua kiểu hoạt động giáo dục theo sở thích này, giúp trẻ có thể vừa chơi vừa học, vừa làm vừa học, vừa hỏi vừa học, từ đó đem lại cho trẻ hứng thú, tìm thời và sáng tạo. Xin gợi ý một vài trò chơi nhỏ nhỏ nhưng không chỉ đơn thuần là mang tính thú vị mà còn chứa đựng những kiến thức khoa học vô cùng phong phú như tạo bóng hình bằng bàn tay, thổi bong bóng, soi gương, dập bóng, trên cơ sở chơi các trò chơi thì cha mẹ có thể kích thích cho trẻ học cách tìm hiểu về những hiện tượng hay kiến thức khoa học trong đó ví dụ như chơi trò thổi bong bóng trẻ sẽ dùng nhiều loại ống thổi khác nhau và xem thử quan sát hiện tượng gì sẽ xảy ra trộn những nguyên liệu khác nhau để xem bong bóng khi thổi ra sẽ có những màu sắc hình dạng như thế nào kiểu trò chơi như vậy sẽ từng bước giúp trẻ có được ý thức hay cảm hứng trong việc chủ động tìm hiểu một sự vật nào đó đồng thời trẻ cũng dần hiểu được một vài kiến thức hay những hiện tượng khoa học tồn tại trong cuộc sống hàng ngày. Lời khuyên thứ tư, kịp thời định hướng những phát hiện của trẻ. Trong quá trình trẻ tìm tòi học hỏi, cha mẹ nên quan sát và phân tích những hành động của trẻ, đồng thời có những điều chỉnh phù hợp. Trẻ dưới 3 tuổi càng cần cha mẹ phải kiên nhẫn hơn nữa để hiểu được suy nghĩ và hành động của chúng, đồng thời cần tích cực tìm ra những phát hiện của con. Ví dụ khi trẻ đang nghịch nước chẳng hạn, phát hiện chai thủy tinh rỗng nổi trên mặt nước, nhưng khi đổ nước vào chai lại chìm xuống, trẻ sẽ thấy phát hiện của mình thật thú vị và làm đi làm lại nhiều lần cha mẹ nên thấy vui mừng về phát hiện đó của con đồng thời khuyến khích con thử nghiệm với những chiếc bình khác cảm hứng thích tìm tòi của trẻ sẽ kích thích trẻ có những hành động để thể hiện sự thích thú ấy có trẻ còn đẹp phát hiện của mình khoe với cha mẹ nhiều khi không phải là cha mẹ định hướng cho trẻ đi tìm tòi mà có khi chính trẻ là người khiến cho cha mẹ phải đi tìm tòi phát hiện tất nhiên trong quá trình tìm hiểu ấy nếu có sự tham gia của cha mẹ trẻ sẽ càng thêm phần hứng thú và lời khuyên thứ năm không được thể hiện quyền uy trước mặt những đứa trẻ khi trẻ thắc mắc nếu bạn hiểu hãy kiên nhẫn cho trẻ một đáp án nếu không biết cũng nên thành thật nói với con rằng mình không biết tuyệt đối không nên lừa gạt chúng mỗi người cha người mẹ đều phải hiểu trong giáo dục con gái thì điều cấm kỵ nhất là dạy con những điều sai trái bởi ấn tượng đầu tiên luôn sâu sắc nhất những sai lầm đó có thể sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời của đứa trẻ Kawai luôn đối xử bình đẳng với con trai tuyệt đối không vì bản thân hiểu biết hơn mà tỏ vẻ ra mặt trước con. Khi con trai hỏi những vấn đề mà ông không hiểu, ông cũng không ngần ngại thừa nhận bản thân mình không hiểu những điều đấy. Có lần con trai hỏi quay một câu hỏi về thiên văn học, ông đã nói thật với con rằng, vấn đề này cha cũng không biết, thế là hai cha con cùng đến thư viện tìm hiểu vấn đề ấy. Sau lần đó, ông còn cảm ơn con trai, nếu hôm nay con không thắc mắc, thì có lẽ cha sẽ không bao giờ biết được đáp án. Sau này con cứ hỏi thiệt nhiều, như vậy thì kiến thức mới không ngừng được tích lũy được cha khuyến khích nên những câu hỏi của cậu bé từ đó cứ nhiều dần nhiều dần lên khi con nhỏ cha mẹ có thể trực tiếp đưa ra đáp án cho thắc mắc của trẻ đến khi trẻ có đủ khả năng tự đi tìm đáp án thì lúc ấy bạn không nhất thiết phải trả lời con ngay trước tiên nên để các bé tự suy nghĩ để tìm lời đáp có thể đó là đáp án sai cũng đừng nên phủ định nó hãy cùng các bé phân tích và tìm ra điểm thiếu sót của vấn đề nếu bạn không biết phải giải đáp thắc mắc của trẻ thế nào hoặc không biết phải tìm đáp án ở đâu thì ít nhất cũng có thể trả lời với bé rằng Cha mẹ không biết đáp án, nhưng câu hỏi của con rất hay, muốn hiểu rõ hơn chỉ cần tích lũy nhiều kiến thức, có lẽ trong sách sẽ có câu trả lời mà con cần. Như thế, tính hiếu kỳ và tinh thần tìm tòi của trẻ sẽ được duy trì, trẻ sẽ tự giác đi khám phá và học hỏi. Tóm lại, trong quá trình giáo dục bồi dưỡng cho trẻ, cha mẹ đừng nên thể hiện uy quyền hay hiểu biết hơn con, mà hãy cùng con phát triển. Như vậy có thể giúp trẻ xây dựng được tinh thần học hỏi, kiên trì theo đuổi chân lý và không nhu nhược trước bất kỳ một quyền uy nào.